chào mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu tiếp với mọi người cái chức năng bừa ruộng của cái máy xới đất mà lắp cái động cơ 170 ấy, mà tức là mọi người đã mua cái máy tút lúa bên mình rồi, là về động cơ dầu 170 hoặc là động cơ xăng ấy 200. Mình thấy nó phí quá, nếu mà về mà làm chỉ mỗi tút lúa không ấy thì mình thấy nó phí quá, nên là mình sẽ lắp vào cái máy cày này để hết vụ tút lúa mình có thể mang phay đất, xới đất hoặc là bừa ruộng. Đó, cái chi phí nó rất là rẻ mọi người nhá, nó chỉ vài triệu là đã có một cái máy xới rồi, mà động cơ mình có rồi, mua thương nguyên hộp số với lại bộ lồng bộ bừa thôi, bộ phay bộ lồng bộ bừa về là mọi người có thể sử dụng như một con máy xới bình thường. Đó, đây là mình đang lắp cái chức năng bừa ruộng nhá. Con máy xới này thì nó cũng có hai số tiến một số lùi, có ga có côn cũng như con máy xới bình thường. Mọi người đã có động cơ xăng thì mọi người có thể về lai động cơ xăng ra, mình sẽ cho đủ phụ kiện về mọi người có thể lắp lên. Đó, lắp động cơ xăng được, lắp động cơ dầu cũng được. Và cho đủ phụ kiện luôn, phay lồng bừa để về làm ruộng xới đất hoặc làm màu. Giờ mình sẽ test máy thực tế nhá. Đấy, hôm nay mình đã chế ga lên đây rồi. Ga lên, bóp côn rồi chạy thôi. Giờ sẽ khởi động dập nổ này. Các bước cần giật nổ là mà sáng tha mọi người giữ giúp mình cái áp này, giật vài cái để nó bơm dầu lên nhá. Đây là cái máy dầu, còn máy xăng thì mọi người chắc là nhiều người cũng biết về cái máy xăng nhiều rồi nên là không cần giới thiệu nữa. Loại này nhẹ, máy dầu anh, máy dầu hả? Ờ, còn gì này, máy to kẹp nách đi còn được. Cái này cũng nhanh mà, bởi vì cái này của nó, cái này xay thì nó xay.
cái đấy mà hay phết đấy rồi này. Đốc hôm nay đi bừa ruộng lấy 500. Bừa hết cái ruộng này là lấy 500.000.